Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Vương Trọng, 33 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Tùng Dương, 29 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Thắng, 22 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, phòng PC02 nhận được tố giác về tội phạm của bà T.L.H sinh năm 1974, ngụ thành phố Thủ Đức, về việc bị đối tượng mạo danh cán bộ công an cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng. Bà Hát cho biết bà nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là từ cán bộ công an, đề nghị bà cập nhật dữ liệu dân cư cho sai sót thông tin. Sau đó có một tài khoản Zalo kết bạn với bà Hát, tự giới thiệu là cán bộ công an và hướng dẫn bà truy cập vào một đường link giả mạo để cập nhật thông tin. Người này hướng dẫn bà Hát thực hiện một số thao tác như tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân, họ tên, số căn cứ công dân và một số thông tin khác. Ngay sau đó các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H bị chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Nhận tin phòng PC02 cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp điều tra, qua đó có quan xác định hơn 1,3 tỷ đồng của bà H bị nhóm lừa đảo ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau, sử với các tài khoản thẻ tín dụng của bà H bị trộm Dương Thắng sử dụng thanh toán mua hàng